chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Thì chiều nay mình với chị Hồng nướng cá đuối để mình ăn với bún với rau sống. Ở đây mình có ba con cá đuối nè, cá đuối con. Thì cá đuối này nhân đem ở bên Gò Công về á. Ba con này chắc mới đẻ hay gì nhỏ xíu à. Cá đuối non. Cái này thường thường người ta nướng nghệ hoặc là nấu canh chua á. Mà tại vì mình thấy nó mỏng mình quá nên là thôi để nướng cho nó thơm. Thì mình chuẩn bị sẵn than, ngày có mấy cái miếng giáo nữa, giờ mình đốt than trước. Cái cá đuối này nè, tại vì mình để trong tủ đông hôm nay đã đông á, nên vừa mềm xong là mình ướp gia vị vô liền trước khoảng 2 tiếng đồng hồ để cho cái nước ướp này nó thấm vô cá đuối. Giờ chị Hồng chỉ bằm thêm tỏi với củ hành nữa mình ướp vô. Trong đây thì mình ướp sa tế, có cái hũ sa tế nhà làm á, nên giờ tất cả các món nướng của mình là mình đều ướp bằng sa tế hết luôn cho cái vị nó ngon. Gán nướng ghét cho lên tay. Chứ món nướng mình cũng dở quá. Em có cồn nè chị hả? Tính đốt bạn nó khỏi cồn hả? Có cồn, có cồn, em sợ cái đó nó không cháy á. Chứ nếu chị làm được thì em đỡ tốn tiền. Có vụ cồn, cồn uống 3 ngàn nữa chứ. Dạ, 24 ngàn chứ bộ chị nết à. 4 ngàn cục á. Ừ, 4 ngàn cục cồn á. Làm nước mắm chấm hả? Nước mắm chan bún chị. Mình ăn với bún với rau sống. À, có mắm cá cơm nữa, ai thích ăn chan nước mắm thì chan, còn ai thích bỏ mắm cá cơm vô thì bỏ, mà mình khỏi chan cũng được đó chị Hồng. Ừ. Mắm cá cơm của Gò Công luôn. Rồi nữa mình đó. Mình bỏ vô bún mình ăn cũng ngon lắm chị Hồng. Ừ. Rồi nữa em hái thêm một ít lá giúp cá nữa. Rồi sáng mua mấy cái rau thơm này. Thấy nhà có giúp cá nên không có mua, để hồi nữa em hái nè. Giúp cá quá trời luôn nè. Ừ. Giúp cá nhiều. Chị hai chỉ lên lửa hay hay dữ rồi ta. Đúng nghề luôn rồi chị Hồng ơi. Tôi nói hôm qua mình nói về nghề nướng là của chị hai mà. Ừ. Đúng nghề rồi. Chị Ung, chị Hồng hay gì mà. Chắc vậy á. Nước thì hôm ngập ở sân sau của em nè. Đằng sau nhà của chị cũng ngập luôn rồi. Đằng sau đây của em ngập hết á. Vậy chắc nước rầm này chắc dữ trời lắm nha. Nhiều lắm á. Nay mới nhiêu ta? 11 hả? Nay 11 hay 12? 11. 11. 11 mà nước lên nè. Mình bỏ than vô nè. Đợi chị hai chị đốt nãy phực lên ngon quá mà gió nó lùa qua cái tắt luôn. Cá đuối nè. Sáng giờ em cầm cái đuôi nó ghét mà héo đuôi luôn. Đuối này đuối tươi luôn nè. Đuối tươi á. Mà đuối này hình như mới đẻ gì á. Nó cũng không có bự lắm. Đuối rất nướng lẹ. Cái này nướng nhanh chị. Còn sợ thiếu hàng. Hồi nãy em úp chồng lên nhau chị tưởng đâu là có con hả? Đâu có. Ba con. Bây giờ đâu ba con, nãy nhìn thấy vậy nè tưởng đâu có 1 con hả? Vậy mà em để lâu ngày em cũng quên đi chị, sáng trong đầu em nghĩ là 4 con, lần sau em khui ra có 3 con. Trời đất ơi. Chắc em ăn con rồi em quên đó. Không có chú ăn. Bữa giờ chú ăn con nào á. Gió quá trời luôn, cuối cùng chị hai cũng phải dùng tới cục cồn mới được. Đẩy cái tắt lửa. Gió thổi qua 1 cái bị tắt lửa à. Mình phải dùng cồn cho nhanh. Có bí quyết nướng gì không chị hai? Không. Lắc đầu. Thà nướng chị không hết. Lần nào cũng dư á. Mà thà dư chị ơi, yếu yếu nướng đợi lâu ngán quá. Đang cơn thèm mà nướng than yếu yếu ngồi đợi chảy nước miếng ngồi khô môi luôn. Chị hái mấy cái ra giúp cá nè. Ủa em đồng có mấy cây mà sao tự nhiên mận cỏ nó lòi ra nhiều ghê nè chị hai. Túi phân không tốt quá rồi. Không. Nè nếu túi phân đậu bắp đã bự. Coi cái đậu bắp của em đó. Cái giống gì con bị lớn vậy. Người sao của vậy mà. Dạ. Người sao của vậy. Tính ganh đuôi với chị Hồng tòng cho đậu bắp cho hơn nha. Về cũng tòng khích khích cho hơn. Ai ngờ cái này chị.
giống của em vậy á. Ôi ôi cái thái. Trời ơi cũng sai lắm chứ tử à. Ba tái gì ít đâu. Cây có ba lá mà ba tái còn đỡ gì nữa. Dây giáp cá này. Ủa, không nhổ à? Nhổ nó mới lên hay gì chị? À, nhổ đừng ngắt ngang nó rất ốm hết. Nhổ hả? Rồi nhổ luôn cái rễ nó lên vậy mà. Dây sao nữa? Nó chết luôn sao? Không chết. Okay, nó lên mập lắm. Nó đi luôn à? Đi đâu mà đi. Chị nhổ thôi em. Nhổ nó đi luôn sao? Nó nay không có đi mà. Cái lội nó phải nhổ. Lội nhổ hả? Ừ. Nè đám này tốt quá rồi. Ở như đây vậy chứ ăn nhiều lắm ha. Mấy hát ăn chút quá tờ luôn nè. Nhổ lại vậy lên hả? Ừ cầm ngay cái gốc đó. Dạ vậy chị? Đúng rồi nhổ vậy. Nhổ người ta? Thì cần nhổ thôi cây mốt nó lên mập lắm. Nó chết thì em xuống nhà chị. Chết thượng cho. Đó. Nhiều đây chắc được với ra trong nhà nữa được rồi. Đây nha. Nè. Ở bên đó tốt ghê luôn nè. Bên đây nè. Chiều lại hay gì? Đâu có, nhổ ăn mà sao ăn không hết đó chứ. Đây nè. Trời ơi, vô má. Đâu có tứ phân gì đâu mà sao tốt vậy không biết. Giờ mình đợi cho than tàn rồi mới để cá lên để nướng. Trong thời gian chờ thì mình đi lặt rau, chút nữa ngâm nước muối á để mình ăn với bún. Rau mua với rau của nhà luôn. Rau của nhà còn tốt. Bỏ vô rồi. Ấy, bỏ lộn nữa nè. Có nhiều đó mà cũng quên nữa chị. Nó chưa có trái. Ngồi chơi đi, ngồi nước nước rồi em ấy chơi. Rau của chợ mua còn thua rau nhà nữa chị hai. Nhà tốt. Của nhà không quên uống thuốc. Ơn mũi gì cắn một cái mà. Vô chứ. Vô một cái xỉu nè. Thảo mi cha nó chở đi đâu rồi. Nhìn qua khe lá. Người ta nhìn qua khe cửa chứ nhìn qua khe lá em thấy nè. Sáng nay chị Lệ bận đầm đi đám cưới đẹp lắm chị. Sáng chị thấy. Chị có thấy hả? Thấy mặt đầm trắng. Đúng rồi. Đầm trắng. Mẹ tính làm búp bê cha meo gì. Đầm trắng đẹp gái lắm. Đầm nó cô cho đó. Cô cho nhiều đầm lắm. Thảo My đi đâu mặc đi đá. Thảo My đi đâu cũng khoe. Mẹ của con nhiều đầm dữ lắm. Đi đám ở đâu? Ở đâu ở trên gần trên nội Thảo My á chị. Mà đám này với đám này chắc có liên quan nhau nè. Em thấy ở tên đó đám cưới mà dưới đây đưa dâu lên em đi chợ đường này em gặp là em nghi cái này chắc bà con hai xu gia gì á. Sáng đi chợ gặp cái đám cưới ngay chỗ cầu sắt á là người ta chụp hình quá trời luôn em phải ngưng lại nữa để chụp dính em mới chết nữa. Không chịu ké ké vô hả? Đẹp quá cũng sợ. Nói với ta đi đám cưới nguyên một đoàn mình phải nhường cho người ta qua cầu á đứng đợi. Em đâu có biết là đám cưới ở hướng đó đâu, em tưởng nó đám cưới trong đây. Cái em thấy xe du lịch người ta đậu á, cái em quẹo đó em đi tắt, em né, em nghĩ là đám cưới trong cái đường thẳng em né vô đó lại cầu nguyên một đoàn đám cưới luôn vậy. Em hết biết né đâu em đi luôn chứ sao vậy. Phải đi thẳng luôn là được rồi. Có. Cái cọng húng lũi này khó trồng lắm nè. Em có húng bụi mà trồng hoài nó không lớn. Mà đồ nướng ăn có húng lũi với rau răm nó mới ngon vậy. Cái này trồng được nè. Trồng cái già quá nó đâu lớn. Thì bẻ ngang đây trồng cái đỏ. Nè trồng đi. Được lấy hai cọng rồi. Trồng đi. Mốt mình lên xin. Không chỉ cần cái già quá nó không lớn thiệt. Nó sống nó chạy chạy rồi nó cùng luôn. Cắt ngang đây nè. Nó hơi dày dày chứ già quá nó có cái rễ.
già quá, quá thầm thua. Chỉ ở đâu? Để em chỉ vô chậu. Chứ chị đòi chỉ ở đâu? Chỉ cho em nè. Than của mình tàn hết rồi, giờ mình để cái dĩa nướng lên bắt đầu nướng thôi. Thơm tỏ hương rồi. Bốc khói, mình cũng ướp gia vị giống như mà mình nướng gì qua này, chạy tôm với gì qua này, chân gà. Mình ướp y chang cái vị nướng chân gà luôn. Chị dùng sa tế với lại chút bột ngọt, chút đường, một bịch gia vị ướp nướng. Ngồi nó chỉ quay lưng qua đây. Wow, ngon quá. Hồi đó nhớ có lần đi đem sam về nướng nữa chị không? Hồi đó là nó dính chị hết luôn á. Chị Hồng ngồi ngay làn khói, cái hồi về nhà y như cục thịt nướng vậy. Thơm mùi cục thịt nướng. Cái này giờ em có cái gì để vô? Có đậu bắp nướng á. Chị ăn đậu bắp nướng không? Lấy đậu bắp ra cho chị nướng. Giờ nước ướt quá trời nè. Chị ăn đậu bắp không? Chị lấy nè. Ôi trời ơi, thôi. Không thiệt, hồi sáng trong nhà có mua. Cái đó ướp đậu bắp đơn chị à, chị không? Ôi ướp đậu bắp nướng ngon á. Đem lấy, để dư cũng dư than à. Chị tưởng đâu cưng nói ba trái ngoài kia chị không ăn đâu. Chị chê bé hay gì? Cô ảnh tầm mới ăn hay gì? Nay có chị hai là chết chị. Chị khị chị cho chị biết. Ủa nó co lại đẹp quá ha. Mọi người con. Chị quạt quạt sao văng ba con đất hay vậy hồi. Mấy chị em ăn bún không? Một hồi ăn bún không nha. Thơm quá trời chị ơi. Này ai đi ngang mà đi mần về đói bụng ha. Coi chừng xỉu á, mắt khiên vô nè. Vàng hả chị? À, nhanh quá ha. Đó, giờ ghét luôn nè. Đó, thấy chưa? Rồi, rồi. Ngồi tính làm bà tiên thấy khói khói cái ngồi chìm chứ. Nè, thấy chưa nè, lật lên cái thấy chưa nữa nè. Gặp chị hai chị rung rồi. Chị tính nướng cái màu áo chị hay gì vậy? Bữa nay mình ăn cá bóng đêm rồi. Rồi chị làm y như màu áo chị hay chị ơi. Tiêu rồi. Tại em quạt á, chứ thường thường nướng đâu có. Bị đổ thừa. Đổ thừa, đổ thừa lý do đâu nữa là. Tình hình này còn cứu được mà không sao. Chị hai bữa nay là phải ăn cá mới về nha. Cá này của anh ba bên Gò Công gửi qua hiếm lắm mới có đó. Cá của anh ba. Chứ không dễ gì có cá đuối ăn đâu nha. Mà ngon lắm đây. Dễ gì ở bên Bến Tre mình mà có được cá đuối mới đẻ này. Cá của mình chín hiện giờ chị Hồng chị hai lấy ra nè. Vô. Đó nắm đuôi cái gót cái bạch liền á. Vô. Mình mới vừa lấy mấy trâu bắp mình bỏ vô cái nước ướp á. Trời than dư dữ luôn á chị ơi. Dư than quá chừng. Nhiều lắm rồi. Không có cái gì nướng nữa uổng ha. Bây giờ nướng tới cái gì nữa không biết. Thiệt luôn á. Đồ bắp nướng nhanh mà. Bởi vì than quá trời nè. Dư rồi. Hồi nãy em sợ không đủ than nữa mới ác chứ. Cái đuối nhanh. Giờ lấy gì nướng. Có cái gì nướng. Chập cái đùi chị hai nướng. Này nè, đùi này không có thịt nha. Đừng nói vậy à. Nam ra ngồi ăn bún Nam ơi. Cô Nam. Chị Nam, chị Nam. Dạ theo gì nghĩ chắc cái đùi con nướng là đùi chị Hồng. Giờ không biết sao. Cái đùi chị Hồng nướng không đủ than. Mà nó có
có nạc không ạ? Trời đất ơi. Con xương không à? Ngọc mềm quá. Ngọc mềm. Vậy là Năm muốn ăn Năm muốn ăn thịt chị Hồng. Con gì vậy? Cá đuối Năm. Năm nãy giờ mận gì vậy nè? Cỏ. Năm mình cỏ. Không hết ướp đó, đó đậu bắp là có thiệt mà chị không tin em. À biết đâu, chị tưởng là tôi hái ba trái ngoài kia. Này có bắp có khoai gì nướng ngon lắm á chị hai. Mà nhiều món quá ăn không hết. Chị hai nghề quạt. Ôi uổng than ghê thật chứ phải có gì nướng nữa ngon. Mà em đâu có nghĩ là cái con cá đuối này nó nhanh tới vậy đâu chị hai. Mềm, nhanh như than. Này nướng 1 kg thịt nữa chưa hết than nữa. Không hết. Ủa, lâu quá trời không có nướng bắp hả chị? Ừ. Trời ơi, cái này mà có bắp nướng hay gì ngon hả chị hai? Lạnh mỡ hành đó ha. Bắt đầu ăn món này là biết ăn tới món khác nữa ha. Than quá trời than. Giờ bắt chị Hồng nướng như hết than để ủ. Thôi chị nướng nhiều đây than không chín. Trời sồn sồn ăn bậy cũng được. Chín nổi đâu. Sồn sồn ăn gì được. Được, em ăn được. Ở ngoài lộn thì chắc hơi thơm rồi ha. Thơm dữ lắm. Thơm. Thơm mà nữa chứ. Nói chứ mình nướng hết này mình ăn để tối. Cho chị hai chứ ăn chỉ còn về để tối không thấy đường. Giờ chị Hồng với chị hai ra bún ra tô. Hồi nữa mình cắt cá với cắt đậu bắp vô luôn chị Hồng. À, cái em đem mắm ra, cái ai thích chan nước mắm thì chan, còn ai thích ăn với mắm cá thì là mình chan mắm cá vô. Giờ em vô em làm đi cà phê đi giao cái hai chị làm giùm. Tôi học bún chị đơm lời chán. Thì em phát hiện rồi, lủng lỗ nào có chị giá rồi. Đắp cái gì chứ không được. Này sao? Cái này để cho nó cái đùi bà cái đùi cái nhỏ hay cắt ấy thôi. Ừ, hai đi cho dễ nha. Cái đùi cho nó từ nó cái đùi hả? Chưa nhận cái đùi với hai cái đầu cái mỏ đó. Em có cá mà em không nghe. Cá hả? Rồi gắp cá vô. Cá này mềm ha. Tôi có nói chị để ít thôi. Ít thôi hả? Cái đuôi chị ơi cho nó đó. Đây hả? Đó, đó. Đuôi đó. Vậy đó hả? Còn mình ăn cái mình. Trời đất ơi. Giờ chị hai mình gấp mắm cá cơm ra. Đặc sản Gò Công nè. Bữa giờ để dành đợi tới cái ngày mà mình ăn cá này cái mình lấy rồi mình ăn với bún luôn. Con nó bự quá trời chị Hồng. Ngon lắm chị hai. Cá đã nha. Cá đang ngon. Đây nước mắm nè. Chị Hồng chỉ bầm những nhừ luôn.
ai thích chan nước mắm thì mình chan, còn ai mà thích ăn với cá thì mình ăn. Nè, cá ngon hả chị? Cá cơm mình ở nhà làm, bên anh ba làm hay là mua? Mua chị, đặt người ta. Đây, chừa cho cái đuôi. Chị hai, chị Hồng với hai đá dầm cho chị ăn đuôi vậy. Chị hai chứ quá chị cười hết sức. Chị hai chứ nó chừa cho em cái đuôi. Đây nè chị cũng có cái cạnh đuôi nè. Đừng nói em. Ôi ngon ghê không chị? Trời ơi thấy chảy nước miếng liền. Bún cá đuối, món em mới sáng tạo ngày hôm nay. Rồi mời mẹ cô Năm. Chị Hồng, chị hai. Còn bún để làm cho dì Mười, dì Mười ở trong nhà rồi nó làm cho dì Yên Tô. Món bún của mình đã xong rồi, giờ mình mời cả đại gia đình của mình cùng ăn luôn nè. Bữa nay có thợ nướng nha, có chị hai nè, chắc ngon lắm đây. Mời cả nhà cùng dùng bún với mình. Bữa giờ mình làm mấy cái món lạ không nè, lần đầu tiên ăn cá nướng, cá đuối nướng với bún. Mời cả nhà bún. Sao tôi nặng dữ rồi. Sao bự chứ, cái đột nó cũng giống như của mợ chứ không có. Ở trong có đậu bắp nướng nữa, nay có thêm sáng tạo nữa chị Hồng. Mời cả nhà cùng dùng bún với mình nha. Mời cả nhà cùng dùng bún. Có mắm nha Năm. Sao phát biểu ý kiến nghe ngon chị? Năm không ăn cá được hả? Ăn cá này nó mềm. Anh này dạy Năm ăn này. Cá mềm ngon lắm. Chắc hơi cay quá, nãy còn mở hơi nhiều sao tới một chút. Mẹ ăn cũng còn được. Được, không cay, không cay. Ngon như bún thịt quay không vậy Hồng? Ngon kiểu khác. Để mắm vô ngon. Để mắm mắm cá cơm vô mới ngon nha chị hai. Nó hợp. Hồng để thử coi. Ừ. Quá mà ngon như vậy. Ngon ha. Ngon đâu có vậy. Ở đây không có anh ơi. Nó nhỏ nhỏ mà bấy lên. Có bình ba mới có. Mình cá cơm có chút xíu à. Xếp theo màu áo ha, hai màu xanh ngồi một bên. Bỏ mắm cho ăn ngon thiệt. Nó hợp. Chị hai với ăn cái đuôi vậy. Nghe nói vụ đá dầm nữa nè. Em ghẹo chị Hồng á chứ làm gì có. Em ăn với mắm. Em khoái với mắm. Con giác giác, con giác làm cái con. Dạ, ngon nè. Ngon. Cái con mắm ăn ngon. Cái con. Chị chơi em cạnh đuôi hay gì đây? Cạnh đuôi đúng như đuôi heo. Thôi chị ăn cạnh heo đi, em ăn cạnh đuôi. Chị lấy dầm mà. Ăn cái mắm ngon xưa nha mấy bà nói vậy. Ăn đuôi cái đuối á. Sao? Mấy người mấy đá dầm nha. Nghe má rửa bà. Vậy nãy em nói đúng chị hai. Trời cộng lên ngon quá. Đi lấy thêm cạnh đuôi hay gì ạ? Xem ra cho mà. Có thêm bún, bún mấy máng thanh cây kìa. Ra cho dễ. Còn nữa mà con không có sắc. Này có hay được rồi. Được rồi.
Thử miếng đầu tiên á. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Có mắm cá gì sao nó hợp làm sao đâu á. Có mắm ngon. Đúng rồi. Bún con trai máng lên cây tắc kìa. Quá ngon. Hồi nãy thấy mắm cá chắc ai cũng sợ phải không? Mới đầu cô sợ nha. Ăn thử thôi ngon. Ngon lắm. Làm cái nước cây gan cà pháo nè. Nó đậm đà. Thấy ớt quá trời ớt mà nó không cay. Không lấy bún thêm đi. Dạ. Chỉ đang ăn cạnh đuôi. Có sụn nguyên đây ngon kìa. Lạ miệng ăn cũng thấy ngon hay chị không? Ừ. Ngon chứ. Thì nãy giờ mình ăn bún xong trời cũng tối rồi. Đây là trước cái cửa tiệm của mình nè. Bữa tối đường mình nhà vắng nên là bữa nay mình đóng cửa. Mình đóng cửa sớm. Tại vì ở quê mà tới giờ này là vắng người đi lắm. Thì clip của mình cũng hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nha.